hành động thứ hai đó gọi là cái hành động là hy sinh hành động hy sinh là gì hy sinh là hành động bạn làm một cái việc gì đó bất lợi cho mình nhưng có lợi cho người khác Đó là hy sinh Bao nhiêu số chị ở đây Là khi mình nghe tới từ hy sinh Mình thấy nó có một cái điều gì đó Rất là cao cả Một cái điều gì đó Rất là cao thượng Và bao nhiêu trong số chị Thích hy sinh Vì lợi ích của người khác Anh chị có thích cái cảm giác đó không ạ à? Mình nói thật lòng Mình có thật sự thích cái cảm giác hay không Có thật sự thích cái cảm giác là Mình làm rất là nhiều Nhưng mà mình không có lợi gì hết Mình cũng bất lợi Trong khi người khác thì có rất là lợi ích Bên trong chúng ta có thoải mái không anh chị chúng ta có thật sự thoải mái không một cái ví dụ nha ngày xưa huy học cũng rất là tốt anh chị cho nên là thường á là có nhiều bạn trong lớp họ rất là thích ngồi cạnh Huy giờ thi, để Huy có gì Huy chỉ bài. Nhưng có một điều là Huy là một cái người là không bao giờ chỉ bài bạn trong giờ thi anh chị. Nhưng mà Huy luôn luôn là chỉ bài bạn trước ngày thi. Một cái điều rất là quan trọng là bởi vì mình là một người có hành động thông minh bởi vì sao ạ? À? Huy không có là quan tâm là bạn mình là như thế nào đâu, bởi vì là cũng là bạn học với nhau, cùng là ngồi cùng lớp với nhau, cũng là phải đóng tiền như nhau thôi. Thì mình học tốt thì mình cũng muốn bạn của mình nó học tốt. Luôn luôn là trước cái ngày thi á là tầm khoảng là 2 tuần là Huy luôn luôn tổ chức những cái buổi mà Huy ôn tập cho các bạn trong lớp và những hành động đó là là những cái hành động rất là thông minh tại vì sao bao nhiêu sư đồng ý hay là cái cách mà để chúng ta ôn tập tốt nhất là cái cách chúng ta chia sẻ lại không ạ à? chúng ta dạy lại chúng ta chia sẻ lại chính là cái cách mà chúng ta ôn tập tốt nhất không ạ à? và huy làm điều đó là huy đang ôn thi đó huy vừa ôn thi cho mình mà huy vừa có thể giúp bạn bè của huy ôn thi và tất cả cùng đậu môn cả cùng qua môn tất cả cùng có được cái bằng cấp tốt nhất đều có được cái điều tuyệt vời có phải đó là cùng thắng không anh chị có một cái điều rất là tuyệt vời là sau những cái lần đó thì những cái người bạn đó họ sẽ giúp đỡ huy trong những cái việc khác rất là nhiều những cái người rất là tuyệt Tuyệt vời luôn bởi vì mình đối xử tốt với người khác thì người khác sẽ đối xử tốt với mình thôi đó là một cái điều rất là tuyệt vời trong cuộc sống anh chị và đó là hành động không ngoan nhưng mà một khi mà vào phòng thi rồi thì huy sẽ không bao giờ chị huy không bao giờ chị ai cả dù là ai đi chăng nữa dù là thân cỡ nào đi chăng nữa huy cũng sẽ không chị bởi vì sao ạ à? bởi vì nó là một cái hành động hy sinh hy sinh ở đây có thể là mình hy sinh mình hoặc là mình hy sinh một số những cái quyền lợi của người khác tại sao tại vì là có một cái vấn đề là gì nếu như bây giờ huy cho một cái người bạn chép bài Chế bài cho người đó và người đó không học không dành thời gian để học tập không có tập trung không có trí tuệ bạn ấy được cái điểm cao bạn ấy có được cái bằng cấp thậm chí là được một cái vị trí rất là tốt trong tương lai nhưng mà cho huy hỏi Chỉ là một cái người mà không có thực lực mà không có ý chí đi lên từ cái con đường như vậy thì họ có làm được việc không ạ à họ không làm được việc họ không việc việc thì họ có giúp được cho người khác mà cả điều đó không tốt đó là lúc đó là còn thi đại học thì chúng ta biết là thi đại học là thi tuyển và nếu như mà bây giờ mình chỉ bài cho một cái người không có học không có nghiêm túc trong cái cuộc đời của họ chỉ vì là họ chỉ muốn có cái điểm số cao thôi thì vô tình là gì mình đã giúp một cái người không có chính trực lỡ đâu có một cái bạn nào đó đã họ đã dành ra nhiều năm họ ôn tập họ luyện thi họ học họ rất là nghiêm túc họ rất là khát kheo chỉ là vì là họ điểm họ không có cao bằng cái người mà copy bài như vậy thôi và họ mất đi cái cơ hội để họ phát triển thì bao nhiêu trong số anh chị thấy điều đó nó rất là bất công đúng không và chúng ta thấy được một điều rằng nếu như chúng ta làm điều đó cái hành động đó là hành động hy sinh đúng không bởi vì sao chúng ta hy sinh cái quyền lợi của mình và thậm chí là của người khác để cho một cái người nào đó và đương nhiên là lỡ như cái người mà mình chỉ bài cho họ họ làm điểm họ cao hơn mình và sau đó mình bị rớt thì lúc đó anh chị trách ai À? anh chỉ có thích cái cảm giác đó không <laughs> chắc chắn là không rồi mình học 3 năm trời mình có cái ước mơ cho cái sự nghiệp của mình và bây giờ mình chỉ bài cho cái người không thèm học gì hết và cái người đó biết được một cái lỗi sai người đó sửa lại một cái điểm họ cao hơn họ được vô họ đậu còn mình rớt bạn có hài lòng cái việc đó không và đương nhiên đó chỉ là một cái ví dụ trong lớp học thôi ở ngoài đời cũng sẽ có những cái thứ như vậy sẽ có những cái trường hợp nó heo heo như vậy anh chị và có một cái điều như thế này ạ à? hy sinh thì không có lợi ích cho mình và hãy nhớ một điều rằng là đây là một hành động thì nó không hề không quen huy không khuyến khích anh chị có cái hành động này chúng ta cho đi nhưng chúng ta phải biết cách đón nhận anh chị ha cho đi và đón nhận nó cần phải có một cái sự cân bằng và lý do tại sao có nhiều người họ vẫn đang không được hạnh phúc lý do tại sao có những người họ vẫn đang phải khốn đốn về tài chính họ vẫn phải lo lắng về cái cuộc sống bởi vì sao họ đã có những cái hành động hy sinh liên tục và gia đình của họ không có được cái sự thoải mái về tài chính không có được cái sự tự do không có được cái sự hạnh phúc anh chị có thích điều đó không mà chắc chắn chúng ta không thích rồi chúng ta không có hướng tới một cái điều đó anh chị chúng chúng ta không có hướng tới cái cách làm đó đó là hành động không khôn ngoan